Xin kính chào quý khán giả thân mến. Quý khán giả đang xem bản tin thời sự trên kênh Thời sự 24 giờ HD. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Bà Phương Hằng chốt hạ màn đấu tố hàng loạt nghệ sĩ bẩn, quyết chơi khô máu với từng người. Cựu chủ tịch thành phố Trà Vinh Diệp Văn Thạnh không nhận tội, bị tuyên án 10 năm tù. Giám đốc bệnh viện tâm thần Hà Nội bị khống chế tại phòng làm việc. Bộ Tư pháp tuyết còi quyết định cấm người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine ra đường. Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển vật tư y tế trôi nổi. Hậu Giang phát hiện hai xe bồn vận chuyển 12.000 lít xăng RON95 không rõ nguồn gốc. Trên đây là bản tin thời sự nóng nhất. Kính mong quý vị xem hết video để không bỏ lỡ những thông tin giá trị. Ngay sau đây là phần thông tin chi tiết. Bà Phương Hằng chốt hạ màn đấu tố hàng loạt nghệ sĩ bẩn, quyết chơi khô máu với từng người. Kính thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian quyết chiến với giới nghệ sĩ, cuối cùng bà Phương Hằng cũng tuyên bố hạ màn trong vinh quang. Tối ngày 23 tháng 2, bà Phương Hằng chính thức chốt hạ màn đấu tố hàng loạt nghệ sĩ bẩn trong thời gian qua. Theo đó, nữ đại gia 50 tuổi cho biết, dù đã có quyết định của Bộ Công an, nhưng những chiếc mặt nạ trong lòng công chúng của giới nghệ sĩ đã được phơi bày. Quý vị thân mến, đây là lần thứ hai tôi đấu tố nghệ sĩ bẩn. Dù đã có quyết định của Bộ Công an, nhưng tại sao không đứa nào nhào vô nhận giải và gáy nữa đi? Tôi công khai đấu tố trước công chúng và bồi thường tiền oan sai danh dự. Chơi đẹp vậy thôi phải không quý vị? Đã hết ngày giờ đấu tố. Vậy câu trả lời rõ rồi nhé. Thanh danh uy tín ông Hoàng bà Chúa đã được minh chứng sau một tuần câm điếc. Vậy xin hỏi những ai, fan thần tượng còn gì để biện hộ cho thần tượng mình nữa không? Đây là cú nốc ao cho những kẻ ăn chặn tiền của nhân dân. Còn tự hào gì nữa không trước công chúng? Vành váo nữa đi nếu là sự thật. Có hận có ghét cũng phải nhục. Vì thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất. Bây giờ thì một lần nữa banh xác trước công chúng rồi nhé. Thoát được pháp luật nhưng không thể qua mặt được nhân dân. Nên nhớ cái giá ăn tục nói láo giờ còn gì để phân trần nữa không? Những chiếc mặt nạ rơi xuống trong lòng công chúng, những gian dối đã vơi bày tôi kết thúc bốn người này ở đây vì sự thật đã lột trần ra tất cả rồi màn một nghệ sĩ đã hoàn toàn chốt hạ sẽ tiếp tục từng em để xem công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi có làm được không nhục hơn cả chữ nhục từ nay quý vị ơi thấy em giỏi không em đẹp không quý vị và em cũng chơi khô máu hết máu em bơm chơi tiếp chúc quý vị ngủ ngon hạnh phúc và bình an nhé sau drama này em chữa bệnh âm điếc rất giỏi rồi phải không quý vị vợ đại gia dũng lò vôi viết Trước đó, vào chiều 23 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã chính thức đưa ra văn bản xác định các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa không chiếm đoạt tiền từ thiện trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ 2020. Như vậy, toàn bộ những đơn tố cáo vu khống bịa đặt về việc các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện để xây nhà tậu xe là hoàn toàn không đúng sự thật. Hiện tại, những chia sẻ của bà Phương Hằng vẫn thu hút sự chú ý quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Cựu Chủ tịch thành phố Trà Vinh Diệp Văn Thành không nhận tội, bị tuyên án 10 năm tù. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 2, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Diệp Văn Thạnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh cùng 16 bị cáo khác về tội trục lợi chính sách giai đoạn 2009-2017, thiếu trách nhiệm với tiền nhân có công. Ngày 24 tháng 2, sau nhiều ngày xét xử nghị án, hội đồng xét xử sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nhận định hành vi của 17 bị cáo đã vi phạm ở mức độ nghiêm trọng tội danh quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong vụ án trục lợi chính sách này không chỉ gây thất thoát số tiền lớn cho nhà nước mà còn tạo hình ảnh xấu chính quyền trong nhân dân, cụ thể là làm giảm sút hình ảnh, uy tín cũng như niềm tin của nhân dân đối với Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. Nghiêm trọng hơn, hành vi của 17 bị cáo đã làm ảnh hưởng đến chính sách đền ơn đáp nghĩa mà Đảng và nhà nước hỗ trợ người có công đối với cách mạng, tạo điều kiện tốt nhất cho những đối tượng này có cuộc sống ổn định nhất, trong đó có quyết định 118 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó bị cáo Diệp Văn Thạnh sinh sống trong thời bình được bố trí vào vị trí lãnh đạo, lẽ ra phải nghiêm chỉnh chỉ đạo thực hiện trách nhiệm theo đúng quy định để chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng để bù lại một phần nào mất mát hy sinh của những người có công từ trong chiến tranh. Nhưng ngược lại, bị cáo Thạnh lại ban hành văn bản chỉ đạo trái quy định của quyết định số 118 trái với quyết định 118-1996 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư 30-2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc xem xét đề nghị hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Từ đó, một số cò đất lợi dụng chính sự khó khăn của gia đình chính sách, người khó khăn mua bán chế độ, cấu kết với cán bộ phòng tài nguyên môi trường thành phố Trà Vinh thực hiện hành vi trái pháp luật. Khi sai phạm diễn ra, bị cáo Thành khi đó với vai trò là người đứng đầu chính quyền thành phố Trà Vinh đã được báo cáo sự việc vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tiếp tục trong thời gian dài. Trong 313 hồ sơ miễn giảm đối tượng chính sách, không có ai là người có đất, gây thất thoát gần 70 tỷ đồng. Mặc dù tại tòa, bị cáo Thạnh không nhận tội, nhưng hội đồng xét xử căn cứ hồ sơ chứng cứ và lời khai của các bị cáo là cấp dưới của Thạnh đã chứng minh được thạnh phạm tội vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí như cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tỉnh trà vinh viện kiểm sát nhân dân tỉnh trà vinh truy tố bị cáo thạnh là đúng người đúng tội không oan sai vẫn theo Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh, bản thân bị cáo Thạnh là người có chức vụ, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng không biết ăn năn hối cải, sửa chữa lỗi lầm trước đảng, nhà nước và nhân dân nên cần có hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức gian đe, giáo dục chung. Từ đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên bị cáo Diệp Văn Thạnh mức án 10 năm tù, cao hơn 2 năm so với đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Trà Vinh tại tòa. Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội bị khống chế tại phòng làm việc Kính thưa quý vị và các bạn, đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tìm người nhà, Nguyễn Văn Hồng bất ngờ dùng dao đâm trọng thương bảo vệ rồi xông vào phòng làm việc của giám đốc bệnh viện, chốt cửa và khống chế vị này. Ngày 24 tháng 2, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1966, trú tại quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, chiều 20 tháng 2, Nguyễn Văn Hồng đến bệnh viện tâm thần Hà Nội ở địa chỉ tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để tìm người nhà đang điều trị. Tại đây, Hồng có biểu hiện không bình thường, dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của ông N.H. sinh năm 1968, bảo vệ của bệnh viện, khiến nạn nhân nguy kịch phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Chưa dừng lại, Nguyễn Văn Hồng tiếp tục xông vào phòng làm việc của giám đốc bệnh viện, rồi chốt cửa khống chế vị này. Nhận tin báo về vụ việc, công an quận Long Biên đã khẩn trương tới hiện trường, khống chế và bắt giữ đối tượng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an quận Long Biên củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Tư pháp tuyết còi quyết định cấm người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine ra đường. Kính thưa quý vị và các bạn, theo lãnh đạo Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh bạc liêu đã ra quyết định cấm người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine ra đường là không có cơ sở, không phù hợp về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Ngày 22 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bạc liêu ra quyết định 126 QĐ UBNZ nhằm cập nhật công bố cấp độ dịch và áp dụng quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23 tháng 2 năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hạn chế tổ chức các cuộc họp trực tiếp, các sự kiện không cần thiết. Riêng đối với các cuộc họp quan trọng, thật sự cần thiết trước khi tổ chức phải tiến hành việc xét nghiệm sàng lọc COVID cho các đại biểu tham dự và phải đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K không tổ chức dùng cơm, tiệc chiêu đãi sau cuộc họp. Đáng chú ý, tại khoản 4 điều 1 của quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định Kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới, người trên 18 tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc mới chỉ tiêm một liều vaccine thì không được phép ra khỏi nhà, nơi cư trú, trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe, tính mạng hoặc đi tiêm vaccine. Sáng 24 tháng 2, trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp cho hay, xét tính pháp lý tại khoản 4 điều 1, Quyết định 126 QĐ ubNz của tỉnh bạc liêu cục nhận thấy quy định này không có cơ sở pháp lý, không phù hợp về thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng không phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 14 hiến pháp năm 2013 và điều 49 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 ông huy giải thích. Luật không quy định cấm đi lại với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine. Luật chỉ quy định việc hạn chế đi lại của người dân trong trường hợp người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế phải được cách ly. Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển vật tư y tế trôi nổi Kính thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, thuốc kháng COVID-19, khẩu trang y tế đều là hàng trôi nổi đưa từ tỉnh ngoài về Ninh Bình tiêu thụ. Ngày 24 tháng 2, Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1996, chú tỉnh Hưng Yên, về hành vi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Trước đó khoảng 9 giờ 45 phút ngày 23 tháng 2, tổ công tác của công an thành phố Tam Điệp kiểm tra, phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 89C08103 do Phạm Văn Hiếu điều khiển vận chuyển 25.000 khẩu trang, 10.000 đôi găng tay y tế. Quá trình kiểm tra, Phạm Văn Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hiếu khai nhận số khẩu trang và găng tay trên của đối tượng nhận vận chuyển thuê từ tỉnh Hưng Yên về thành phố Tam Điệp tiêu thụ. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình và Công an thành phố Ninh Bình kiểm tra phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 29H10746 do Nguyễn Bá Hợp, sinh năm 1989, chú quận Hà Đông, Hà Nội, điều khiển vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược, thuốc điều trị COVID-19. Công an xác định 23.000 hộp thuốc kháng sinh, 141 bộ kit test COVID-19, gần 600 hộp sông tinh dầu kháng COVID-19, 450 chai tinh dầu xịt kháng khuẩn, 60 viên thuốc kháng virus SARS-CoV-2 trị giá trên 1 tỷ đồng. Nguyễn Bá Hợp đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hậu Giang phát hiện hai xe bồn vận chuyển 12.000 lít xăng RON95 không rõ nguồn gốc. Kính thưa quý vị và các bạn, tiến hành kiểm tra hai xe bồn, lực lượng chức năng Hậu Giang đã phát hiện 12.000 lít xăng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ngày 24 tháng 2, Cổng Thông tin Điện tử Công an tỉnh Hậu Giang đăng tải, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ 12.000 lít xăng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Theo Công an, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Công an tỉnh, phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Ngã Bảy đã tiến hành kiểm tra, phát hiện hai xe bồn chở 12.000 lít xăng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại khu vực 5, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Cụ thể, vào thời gian trên, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra xe bồn mang biển kiểm soát 83C 05321 và xe bồn mang biển kiểm soát 95C 00304 lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực 5 phường Ngã 7 thành phố Ngã 7. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên mỗi xe đang vận chuyển 6.000 lít xăng RON 95. Theo lời trình bày của tài xế, chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ